chào cả nhà nhá. Mình đang đi đám cưới, nhưng mà vì là tình hình rất là nguy cấp nên là tình hình cực kỳ nguy cấp nha các bạn nhá. Và từ sáng đến giờ Thủy Nguyễn Trọng Công là nó lấy hết Facebook rồi, ba cái Facebook là ra đi hết rồi, nên là bây giờ là em nhập nó luôn nhá. Bây giờ là không còn Facebook để mà dùng nữa. Nên bây giờ các bạn chú ý nhá, mình không bao giờ đặt cái tên Facebook của mình trùng với cái Facebook cụ chính của mình là Nguyễn Trần Công. Vì thế tất cả các Facebook nào mà là Nguyễn Trần Công kết bạn với các bạn đều là Facebook giả. Mọi người chú ý giúp cho mình với. Mình mà có làm Facebook khác thì sẽ là tên khác, không bao giờ lấy Facebook cũ. Nên là tất cả những cái Facebook nào tên Nguyễn Trần Công là các bạn report giúp cho mình. Từ sáng đến giờ là Facebook Trần Thị Thu Thủy của mình, cái Facebook để làm ăn của mình cũng mất. Sau đó là mình mượn Facebook của chồng dùng một tí thì nó cũng report mất luôn rồi. Và bây giờ là ngoài cái việc là mình chức năng quản trị trang thì là chúng nó chưa lấy mất của mình. Thì là tất cả nhá, tất cả ba cái Facebook là ra đi hết rồi. Nên là mặc dù là mình đang đi ăn cưới nhưng mà mọi người gọi điện từ sáng đến giờ khi không liên hệ được với mình và không thấy mình ý ới gì, nên là mình buộc phải livestream một chút để cho các bạn biết là từ trước khi đến khi nào mà cái Facebook Nguyễn Trần Công chính ấy mà có vài nghìn người theo dõi ấy hoạt động lại thì mình sẽ dùng bằng cái Facebook của chị Huệ Như nhá các bạn nhá. Đi ăn cưới mà cũng phải các bạn có nghe rõ không? Tại vì là mình đang đi ăn cưới, thế nên là trong cái tình huống dừng quay này là mình phải thông báo cho mọi người biết để report hộ mình nhá, những cái gì mình đã đăng mà mình đã duyệt trên tường Facebook chính của mình Nguyễn Trần Công thì có nghĩa là những cái đấy các bạn chú ý giúp cho mình. Bây giờ mình không còn Facebook nào để dùng nữa và mình sẽ dùng tạm cái Facebook Đặng Huệ này vừa mới mượn của chị Huệ. Thế nhá. Cả nhà nhá. Còn những cái gì mà mình đã duyệt trên tường Facebook chính của mình. Người chưa hả bác? Thì là mình vâng, cứ ngồi đi ạ. Thì là những cái ok nhá. Những cái bất cứ một cái Facebook nào mà mình duyệt nó nổi lên trên tường, trên bản tin, trên tường của cái Facebook chính chẳng được không thì sẽ là do mình duyệt. Tất cả đều con, nhưng mà không nói được, nó khóa comment, khóa livestream, khóa bình luận, khóa tất, nó chỉ để cho là tồn tại thôi. To be or not to be ấy, mọi người hiểu vấn đề chưa? Nó không report được, nhưng mà nó không report được, nhưng nó không muốn mình lên tiếng và nó vi phạm cái quyền tự do ngôn luận bằng cách là nó khóa tắt vào. Bây giờ là mình không thể nói, không thể comment, không thể làm gì được cả. Nên là mình mượn tạm cái Facebook này, mọi người theo dõi mình sẽ mỗi lần livestream hoặc bất cứ cái gì mình sẽ livestream trên cái Facebook này và gắn thẻ Nguyễn Trần Công Facebook chính của mình vào. Các bạn chú ý nhá, bất cứ gì biến động nào thì đều theo dõi được ở trên cái Facebook chính Nguyễn Trần Công và Facebook tập luyện này nha. Mọi người chia sẻ đi, tại vì là sắp đến ngày nó sẽ xử Hà Văn Nam rồi, các bạn cũng biết đấy, và nó đánh phá chúng tôi bởi từ sáng đến giờ là ba cái Facebook này rồi. Thế mình đang đi đám cưới nhá, nói với các bạn vài câu cũng vậy thôi, mọi người chia sẻ giúp cho tôi. Thật sự là tôi phải kết thúc cả livestream đi, tại vì không nghe được gì cả nhá. Chào cả nhà nhá. Ông Nhi ơi, ông Nhi. Sao lại kết nối mạng yếu nhỉ? Ông Nhi. Chào cả nhà nhá. Mọi người đâu rồi ạ? Mẹ ơi. Mọi người vào xem đông đi để cho xem là có ai quan tâm đến vụ án Hà Văn Nam sắp tới này không ạ? Chào cả nhà nhá. Mọi người đâu rồi ạ? Du lịch Thanh Vân, vâng. Văn Thường Nguyễn.
chào cả nhà nhá. Hôm nay trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì tôi muốn cùng với mọi người để nói về cái chuyện sắp tới những cái ngày xử của Hà Văn Nam ạ. Bởi vì là hôm vừa rồi thì cũng rất là một cái viện, chúng tôi đã có một cái buổi đi trước để xem là cái địa hình rồi đường đi lối lại như thế nào, để bởi vì tôi rất là mong muốn đến cái ngày được gặp Nam ở tòa, để Nam nhìn thấy là sự hy sinh của bạn ấy vì cộng đồng thì cũng đã được cộng đồng quan tâm đến đến bạn ấy trong ngày xử. Cho nên là chúng tôi đã tìm đường để đi trước, thì thật không ngờ rằng là trong cái địa điểm mà tòa án nhân dân huyện Quế Võ lựa chọn để xử Hà Văn Nam thì chúng tôi được biết là con ra để cho mẹ đang nói chuyện với mọi người nào con. Để xử Hà Văn Nam thì chúng tôi được biết là tôi được vào trong tận trong ủy ban nhân dân xã và tôi gặp anh trưởng công an xã Hòa Viên, thì anh ấy nói rằng là buổi sáng ngày hôm đấy, vâng em chào tất cả các anh các chị ạ. Buổi sáng ngày hôm đấy anh ấy mới nhận nhiệm vụ được từ đội nhận được được nhận nhiệm vụ từ chủ tịch ủy ban dân xã, thì anh mới biết rằng là anh mới biết đến cái việc là sẽ xử Hà Văn Nam như thế nào ở đấy, và đến lúc đấy anh mới biết Hà Văn Nam là ai. Và anh nói cũng nói với tôi rằng là không chỉ là anh ấy mà tất cả người dân ở trên xã của trong xã của anh ấy đều không quan tâm đến cái vụ án này, đều không biết Hà Văn Nam là ai, và cũng đấy là không phải là một cái địa bàn mà BOT nó nằm ở đấy. BOT nằm cách xa đấy 10 km thôi các bạn ạ. Thế vậy thì tôi đặt ra một câu hỏi rằng là thế vậy thì cái tính giáo dục răn đe của tòa xử lưu động nó sẽ ở đâu khi mà chọn một cái địa điểm chọn một cái địa điểm mà người dân và cũng giống như là chính quyền người ta không liên quan gì đến đến BOT và người ta không quan tâm gì đến, rồi là cái địa hình của cái ủy ban dân xã đấy thì các bạn thừa biết là tôi đi qua đi lại mấy lần mà tôi còn không biết đấy là một cái ủy ban xã, bởi vì nó nằm rất là sâu trong khu dân cư, đường đi lối lại thì cực kỳ là khó khăn các bạn ạ, rất là nhỏ hẹp. Đầu một đầu đường có cái cổng chào là xã Hòa xã Yên Viên à xã gì nhỉ? Xã gì nhỉ Thủy ơi? Xã Đào Viên, thì chúng tôi đi vào cái nơi cái đường mà có cổng chào đấy thì có 3 cục bê tông chắn đường. Thế còn đi lui lên một chút thì khoảng 700m thì có một cái đường bê tông vào nhưng rất là nhỏ các bạn ạ. Nếu như mà họ chỉ cần chắn một cái ô tô ở đấy thì chúng ta sẽ không vào được. Và nếu như mà chúng ta vào được đến nơi thì chắc là cũng xử xong vụ án Hà Văn Nam rồi. Thế cũng rất may thì chúng tôi đến sớm, đến trước thì chúng tôi biết được cái địa bàn nó như thế và cái đường đi lối lại nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ, quan điểm của tôi thì tôi chỉ muốn là đến tòa ngày hôm đó để cho Hà Văn Nam nhìn thấy rằng là cái sự hy sinh của bạn ấy vì cộng đồng thì cộng đồng cũng sẽ quan tâm đến cái việc mà cái ngày xét xử của bạn ấy và truyền lửa, truyền sức mạnh cho bạn ấy có thể là tự mình thay cả những cái luật sư khác để bào chữa cho chính mình. Bởi vì là tôi công nhận rằng là bản thân tôi vẫn luôn tin rằng và tôi vẫn luôn nói rằng là Hà Văn Nam là vô tội, không có tội, nhưng mà các thế lực đã ép Hà Văn Nam vào một cái tội trạng rằng là gây rối trật tự công cộng, thì bạn tôi sẽ đủ trình độ, đủ bản lĩnh và đủ sự hiểu biết để tự bào chữa cho mình, cộng với lại sự giúp đỡ của luật sư Hà Huy Sơn nữa, thì tôi tin chắc rằng là Hà Văn Nam sẽ, kể cả bạn ấy có thắng hay thua ở trong tòa đấy nó không còn quan trọng đối với chúng ta lúc này nữa, bởi vì quyền trong tay họ, họ có thể là ép chúng ta vào bất cứ một tội gì, nhưng cái ý chí của Hà Văn Nam trong cái phiên tòa đó sẽ là một cái ý chí mà để cổ vũ cho tất cả những anh em phản đối BOT bẩn trên toàn quốc này. Tôi chỉ muốn nói ở đây là các bạn đến với phiên tòa để mang cái ý chí của những người đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của mình ở các BOT bẩn, cũng giống như truyền lửa cho Hà Văn Nam để Hà Văn Nam luôn luôn tự tin và chiến thắng dù rằng là ở mặt trận nào đi chăng nữa. Đấy là cái vấn đề về Hà Văn Nam, và tôi rất mong muốn là cộng đồng mạng hãy quan tâm đến bạn tôi. Ngày hôm đấy sẽ đến thật đông để cho bạn tôi nhìn thấy rằng là việc làm của bạn ấy đã giành được những cái chiến thắng và đã gây được tiếng vang cho nhân dân cả nước và trong nước và quốc tế. Đấy là cái mong muốn của tôi. Chứ vâng ạ, anh Hùng Phan,
đi xe máy cho chắc ăn ạ. Em rất mong là sẽ có nhiều người trong chúng ta ở gần ở khu vực Hà Nội thì sẽ đi xe máy để tiếp cho những người mà ở xa như chúng em này là sẽ có phương tiện để đi vào, bởi vì là đi từ ngoài đầu đường D vào đến bên trong đó mà nếu mà bị chắn đường thì sẽ phải đi bộ khoảng tầm 5 đến 6 km thì nó rất là khó khăn, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào đấy để mà di chuyển vào trong vào được trong ủy ban dân xã một cách là nhanh chóng kịp thời trước 7:30 để chúng ta được gặp mặt Hà Văn Nam ở tại tòa. Còn trong ngày hôm nay thì tôi đã xảy ra một việc là tôi đã bị những kẻ gian, kẻ xấu đã lợi dụng và in sao kê tài khoản ngân hàng của tôi và đưa lên mạng với mục đích là bôi nhọ danh dự của tôi. Nhưng mà tôi nói luôn với các bạn rằng là chẳng có cái gì bêu riếu được tôi cả, bởi vì đến với công an, đến các cơ quan an ninh là cơ quan cao nhất để kiểm soát được cái hành động đúng hay sai của tôi. Tôi còn đối mặt một cách trực tiếp và tôi sẵn sàng cung cấp các thông tin cho họ ấy, để làm minh bạch cái việc làm của tôi. Thì tôi chả có gì tôi phải sợ cả, có bôi thế bôi nữa đối với tôi nó cũng đều là vô nghĩa. Tại làm sao hôm qua tôi bức xúc tôi chỉ chửi có một người thôi. Mặc dù cái người viết thì tôi không thèm nói, người viết là Sơn Bùi tôi cũng không thèm nói đến, tôi coi như cỏ rác. Nhưng mà tại sao tôi nói một người? Bởi vì chị ta chia sẻ cái bài viết đó, người viết đã là đồ đẻo nhưng người chia sẻ lại là người đồ đẻo hơn, lần thứ hai tiếp tục là bêu xíu bêu xấu danh dự của tôi, thì người đấy mới đáng là đáng để bị chửi. Bởi vì là tôi nói thật với các bạn này, một người chị mang tiếng là một người chị hơn tuổi tôi nhưng đầu óc càng ngày càng ngu muội và hèn kém, không dám nói lên sự thật. Công an huyện Sóc Sơn giữ xe của tôi từ ngày 11 tháng 6 nhé các bạn nhé. Từ ngày 11 tháng 6 và đã nhiều lần tôi lên công an huyện Sóc Sơn, tôi yêu cầu làm việc để trả lời tôi về cái việc xe cộ. Và tôi có live stream rõ ràng, tôi có cả biên bản làm việc sau đó. Và hôm 11 tháng 7 là ngày tròn 1 tháng, tôi lại tiếp tục lên và họ đã lẩn tránh cái trách nhiệm làm việc với tôi. Mà vẫn có người nói rằng là không có cái chuyện là chiếm giữ tài sản của tôi. Như thế là tài sản của tôi, tài sản của ai? Còn chủ xe là người cho tôi mượn, tôi vẫn phải là người có trách nhiệm với chủ xe. Hiện tại 1 tháng vừa rồi tôi đã phải, anh Đại cũng rất là hết lòng vì cái công cuộc chiến đấu này, và anh cũng đã giúp đỡ chúng tôi, anh cũng hoàn toàn thông cảm với tôi. Nhưng tôi không thể để anh ấy một mình phải đối chọi với cái việc là công an huyện Sóc Sơn giữ xe và không có phương tiện để đi làm. Nên là tôi nói với các bạn này này, nếu như mà các bạn là những người có trách nhiệm với lại cái công cuộc này thì các bạn đừng nói rằng là tôi xin cho bản thân tôi, mà các bạn hãy nói rằng đấy là giúp Huệ Như để bớt đi những cái khó khăn, để mà Huệ Như có sức mà chiến đấu với lại lâu dài với những cái kẻ đang bảo kê cho bớt bẩn. Đang cái cách mà chúng ta giúp tôi cũng là cái cách các bạn giúp cho chính các bạn, đòi hỏi quyền lợi của mình, chứ không phải là như thế là giúp tôi. Tôi nói các bạn này này, với cái tài năng của tôi nhé, với cái tính cách của tôi nhé, với tài năng của tôi nhé, tôi chưa chắc rằng chị Bờ Mương Bờ Đậu đấy đã làm ra tiền bằng tôi đâu. Tôi mất mát nhiều rồi, được thua nhiều rồi, tiền tỷ có trong tay rồi, tôi vẫn mất, tôi vẫn được. Nhưng tôi vẫn làm ra và tôi khẳng định rằng tất cả những người xung quanh tôi còn chưa có cách tiêu tiền và làm tiền giỏi bằng tôi đâu. Nên là đừng có nói đến cái chuyện là Huệ Như phải đi xin tiền, ba cái chuyện vớ vẩn đấy. Mà cái việc mà mọi người chung tay với tôi trong cái việc này, giúp đỡ cho tôi trong cái tinh thần là tôi thấy rằng là bên mình còn rất nhiều những người quan tâm đến mình, ủng hộ mình và sẵn sàng cùng với mình để đòi hỏi cái quyền lợi này. Chứ các bạn đi, nếu chửi ấy, thì các bạn hãy chửi những cái kẻ mà tham ô tham nhũng gì kìa. Nó tham ô tham nhũng hàng trăm tỷ ấy, thì các bạn chửi đi, đừng đi chửi những cái người đòi hỏi quyền lợi mà đang gặp khó khăn như thế này mà cần phải mọi người phải chung tay giúp đỡ. Tôi đi lại công an huyện Sóc Sơn, đây này, cái gì nhỉ, bà gì nhỉ, thủy mỏ nhọn đây này. Thủy mỏ nhọn là người cũng từng biết đấy. Một tháng tôi đi lại công an Sóc Sơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đi thuê xe là các bạn biết 1,5 triệu tiền xe từ dưới Thái Bình lên. Còn nếu như anh Cường giúp đỡ chúng tôi để đi thì chúng tôi cũng lại phải cùng nhau góp tiền xăng vào, đổ xăng vào xe anh Cường để đi. Đấy là anh em chúng tôi là phải tự bỏ ra. Thế vậy thì tôi hỏi các bạn, khi mà công an Sóc Sơn tại sao họ giữ xe của tôi? Họ giữ xe là để đánh vào cái tâm lý của tất cả những người mà cho tôi mượn xe ấy, là lần sau sẽ sợ không dám cho Huệ Như mượn xe nữa. Sợ rằng là Huệ Như mượn xe thì sẽ
bị bắt, bị cổ, bị giữ là họ ấy đánh vào cái tâm lý như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có cái phương tiện để chúng ta làm được cái gì đó hơn hẳn họ đi. Cho các ông giữ xe chúng tôi thoải mái đi. Đến khi các ông giữ không được nữa rồi buộc các ông phải trả, thì lúc đó chúng ta sẽ kiện ra tòa và chúng ta sẽ đòi bồi thường. Giống như cái việc mà Lê Đăng Kỳ kiện công an Vũ Thư phải không anh? Phải anh Nguyên Cường? Đấy, giữ càng lâu thì cái sự bồi thường càng lớn. Vậy thì muốn để cho họ phải bồi thường chúng ta mà giữ càng lâu bồi thường càng lớn, thì chúng ta phải có cái phương tiện trước tiên giải quyết vấn đề đi lại cho anh Đại đã. Mỗi tháng phải thuê 10 triệu tiền xe, các bạn thử nghĩ xem. Nếu họ giữ 6 tháng đã là 60 triệu rồi. Thế vậy nếu như mà các bạn không ủng hộ chung tay với tôi thì một mình tôi làm sao mà cáng đáng nổi, và cũng không thể để cho anh Đại phải chịu cái thiệt thòi như thế nữa. Xe của anh ấy vứt ngoài trời nắng trời mưa như thế, xót ơi là xót. Kể cả là có mua một cái xe khác cho anh thì cái xe của anh ấy vẫn là cái xe mà đang phải để nắng giờ dãi nắng dầm mưa ở công an huyện Sóc Sơn. Thế vậy thì chúng ta không xót thì còn ai xót nữa, hay không phải của các bạn thì các bạn không xót. Cho nên là những cái con người mà ăn nói, thôi nói Hà Văn Nữ nói làm gì cho mệt, Huệ ơi đấy chính chị là người chứng kiến em vất vả như thế nào đi lại công an Sóc Sơn, nên làm sao mà đến bây giờ công an huyện Sóc Sơn vẫn đang giữ cái xe của em mà không có biên bản bàn giao cho em về cái việc là giữ xe. Thế mà bây giờ vẫn có người mở mồm ra nói rằng là lừa đảo. Tôi nói cho mà biết, nhân há mồm ra nói với tôi một lần nữa mà trước mặt tôi vã đốt phát vào mồm luôn. Công an Thái Bình ấy, chuyên án của bộ đấy, còn không dám nói tôi lừa đảo đâu. Đừng nói đến mấy cái đứa gọi là ăn không ngồi rồi, gọi là nghèo đói khổ sở, xong rồi mở cái mồm ra là chửi người khác. Bản thân tôi nhá, tôi làm tiền còn gấp 10 lần mấy cái thằng đấy. Có những cái kẻ còn các bạn còn không biết. Giải cứu thế giới, giải cứu thế giới cái gì mà bỏ chồng, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quê, bỏ quán, lam bạt kỳ hồ, nợ chồng, nợ chất mà lại bảo là giải cứu thế giới. Người ta làm ra tiền mẹ tháng mấy chục triệu đây, người ta còn chưa nói đến đâu. Từ năm ngoái năm nay các bạn đã nói thật ra mà nói, tôi đến giờ phút này tôi ngồi dưới bóng điện tôi nói với các bạn rằng là bản thân tôi bỏ ra cái số tiền phải lên đến trên 100 triệu đến gần 200 triệu trong cái công cuộc bỏ đánh bốt này rồi nhá. Đừng có mà mở mồm nói với tôi về tiền ở đây. Còn những người mà mọi người ủng hộ tôi ấy, một ly, một like, 500, 100, 200, 50 nghìn, mọi người cũng đều rất là trân trọng tôi và chả ai nói gì. Còn toàn những cái kẻ mất dạy thì cứ quay đi quẩn lại lại tiền, quay đi quẩn lại tiền, lừa đảo, toàn lên mạng mà nói, dám gặp tôi mà nói không? Người mà có thể nói tôi lừa đảo hay không ấy, thì phải là tòa án nhân dân với là người quyết định là tôi là người lừa đảo hay không nhá. Còn cứ mở mồm ra mà nói là đừng có mà nói trên mạng thôi, gặp tôi bảo đốt vứt vào ngõ luôn. Nói một lần cho xong các bạn ạ. Còn việc ngày hôm nay tôi làm việc với đệ, tôi tiếp tục này, chào Nam Hải nhá. Trong tuần tới thì tôi khẳng định với các bạn rằng là tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi quyền lợi của mình ở BOT bật BOT Ma Bắc Thăng Long Nội Bài trên đường Võ Văn Kiệt. BOT đã hết hạn thu phí, chứ còn tôi sẽ không bỏ cuộc. Đến khi nào mà đòi hỏi quyền lợi của tôi được đền bù xứng đáng thì tôi sẽ dừng. Chứ còn chả có một cái thế lực nào có thể đè nén ép buộc được tôi để bỏ tôi đòi bỏ cái quyền lợi của mình, mà tôi đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của tôi đâu các bạn ạ. Trong tuần tới, cái thứ nhất là tôi sẽ, anh Lê Dũng Vova, em chào anh nhá. Em hôm nay em nhận được 2kg cân cà phê rất là ngon của anh rồi, và em đã uống thử rồi anh ạ, rất là ngon. Hôm nay Thủy Trần Công cũng sang đây, em rủ sang đây để uống cà phê cùng em đây anh này. Nó không biết uống mà nó còn khen ngon đấy anh ạ. Em sẽ uống hết và em sẽ tiếp tục mua tiếp nha anh Lê Dũng Vova nha. Cà phê rất là ngon và sạch anh ạ. Đấy. Còn hôm nay tôi làm việc với đệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Thư, thì tôi nói thật với các bạn là giám đốc là anh Thắng và phó giám đốc là anh Bình, và trưởng phòng tổ chức thì là anh Trinh. Toàn là những người bạn gọi là thân thiết với tôi từ tấm bé rồi, chứ không phải là đến bây giờ mới biết tôi nữa. Nhưng khi tôi xuống làm việc thì mọi người còn đang họp, thế nên là đến khi mà thấy tôi live stream thì các anh đã xuống mời tôi vào làm việc, và các anh cũng đồng ý, và các anh đã viết đơn gửi lên công nghệ cao đấy, trung tâm công nghệ cao của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì các anh có xin tôi rằng là cho họ 3 ngày để họ giải quyết vấn đề và tìm ra người nào đã cung cấp cái thông tin khách hàng cho những cái kẻ mà đã sử dụng vào cái mục đích mà bêu diếu danh dự của tôi ở trên mạng. Thế thì cái việc này là tôi buộc phải làm, bởi vì tôi cũng nói với các anh rằng là tình cảm là tình cảm, việc nào ra việc đấy, công việc là công việc.
Còn cái việc mà làm tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng Facebook của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì toàn hệ thống của các anh phải có trách nhiệm, chứ không phải là riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Thư đâu, mà có thể là trên những chi nhánh khác ở trong hệ thống của các anh đã tiết lộ ra đối với những kẻ khác, thì các anh phải có trách nhiệm và trả lời tôi. Và sau khi trả lời tôi thì tôi sẽ xem xét cái việc mà tôi sẽ đối xử với lại cái người mà cung cấp thông tin đó cho tôi như thế nào. Có thể tôi sẽ viết đơn khởi kiện và buộc các anh sẽ phải trả lời trước công luận. Còn nếu không thì tôi sẽ không thể để yên cái việc này, bởi vì cái việc tiết lộ thông tin cá nhân các bạn ạ, nó rất là nguy hiểm. Đối với tôi nó chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi, nhưng còn nhiều khách hàng khác, rất nhiều khách hàng khác họ đang cần những cái thông tin, càng ngày càng cần phải kín công thông tin, thì các ông lệnh hở hết thông tin của người ta ra. Nhất là với những đối tác làm ăn thì quả thật là đúng rồi, Hoàng Trung Thành, không phải là chỉ ở Agribank Vũ Thư đâu em ạ. Chị cũng biết rồi, bởi vì có thể là ở các chi nhánh khác, nhưng mà hệ thống của họ là phải tìm ra. Và cái nơi mà chị mở tài khoản thì họ phải có trách nhiệm trong cái việc mà bảo vệ khách hàng, thì họ phải có trách nhiệm, họ tìm ra cái người mà đã sao kê ra ngân hàng của chị ở từ chi nhánh nào, và họ phải trả lời cho chị. Thế thì tất cả những anh em, anh Mai Xuân Thủy Thủy đang xem này, những người anh người ở trong ngân hàng đó thì hôm nay họ cũng nói rằng cho họ mấy ngày để họ ấy giải quyết cái vấn đề và có câu trả lời thỏa đáng. Thế thì tôi cũng chờ mấy ngày, và sau khi mấy ngày có câu trả lời rồi thì tôi sẽ xem xét cái việc là tôi sẽ tiếp tục cái việc đối xử với lại cái người nào đó trong hệ thống đã cung cấp thông tin cho những kẻ bôi nhọ tôi để đưa lên công khai lên trên mạng về cái số dư tài khoản. Bởi vì hôm nay là họ ấy đối chiếu với lại cái việc thông tin của cái Facebook giả mạo đó đưa lên thì cũng đã rất là rõ ràng là chính xác rồi, là phải có từ được cung cấp từ hệ thống ngân hàng thì mới ra được như thế, chứ không thể là tự nghĩ ra được một cái con số nó chính xác đến như vậy được. Đấy là cái việc thứ hai là tôi muốn nói về cái việc ngân hàng nhá. Thế còn cái việc thứ ba tôi muốn nói ở đây là cái việc là trong tiếp tục đến cái việc của Hà Văn Nam, thì tôi rất mong muốn là mọi người sẽ tiếp tục cùng với lại bạn tôi đòi hỏi cái quyền cái công lý. Em muốn mời anh Lê Dũng lên quá mà khó. Sao lại không vào được này nhỉ Công nhỉ? Hùng Phan Huệ Như, hãy xem những người có người theo dõi và ủng hộ mình. Đúng rồi đấy anh ạ. Em quá biết là tất cả những người mà ủng hộ em và đang có những cái xây dựng tích cực đối với lại cái việc mà em phản đối đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của mình ở các BOT toàn là những người có tâm có tầm. Ví dụ như kiểu là em nói thẳng ra, kể cả là ai đây có muốn thích bóc phốt thì cứ cho thẳng luôn. Chị Hoa Bờ Mương, chị lôi được Liên Trần về để sử dụng làm tay sai thì mất hẳn một cái. Tất cả những anh em có tâm có tầm ở BOT Biên Cương, từ anh Julie, chị Dung Phạm, chị Hoàng Yến, chị Đào Yến, Phạm Nga, rồi tất cả những người mà ủng hộ thì lại hoàn toàn ủng hộ Huệ Như, mà lại phải, mà chính bản thân Liên Trần là bây giờ là gần như là bị bỏ rơi ở BOT Biên Cương, không ai còn muốn nghe những cái con người như thế nữa, dối trá và không dám nói thật, chỉ có biết là đi bóc phốt và nói bậy với bựa thôi. Nên là cũng không cần nói nhiều đến cái chuyện này nữa, thôi thì cho chị nuôi một lũ ăn hại về phe chị để cho chị phá, chị thỏa thuận với an ninh để chị phá, cho chị thắng luôn. Đấy, từ hôm 11 tháng 5 giờ mất tích con mẹ hàng luôn, không thấy vác mặt lên BOT Bắc Thăng Long nữa, độc ngồi cào bàn phím với lại xúi bảy người nọ người kia phá vỡ cái công cuộc đấu tranh của Huệ Như. Còn tôi nói thẳng luôn là tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi cái quyền lợi của tôi ở BOT Biên Cương nha các bạn, BOT Bắc Thăng Long Nội Bài các bạn nhé. Bằng bất cứ giá nào tôi sẽ đòi hỏi bằng được. Còn quyền ở trong tay họ nào, họ bắt họ giết nào kệ họ, họ có bắt xong họ thả ra, họ có giết xong chết thành ma thì tôi cũng vẫn cứ đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của tôi ở BOT Biên Cương, BOT Bắc Thăng Long Nội Bài, trạm thu phí ma trên đường Võ Văn Kiệt. Còn cái việc của Hà Văn Nam tôi cũng không kêu gọi các bạn là phải đi đến đó làm một cái gì, nhưng tôi chỉ mong muốn rằng các bạn hãy đến đó để cho Hà Văn Nam nhìn thấy rằng công sức của bạn tôi bỏ ra để đòi hỏi cái quyền lợi cho mọi người, thì bây giờ khi bạn và tôi bị vướng vào vòng lao lý thì các bạn hãy đến để ủng hộ tinh thần của bạn tôi trong cái sự là tôn trọng cái quyết định của tòa án. Trong cái ngày xử đó thì chúng ta cũng sẽ rất là ôn hòa, nhưng chúng ta đến đó để cho bạn tôi nhìn thấy rằng cái việc làm của bạn tôi đang được rất nhiều người ủng hộ và mọi người vẫn luôn theo dõi và tiếp tục cái con đường đấu tranh đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của mình ở các BOT.
chỉ như thế thôi. Chứ còn lại là chúng ta không việc gì mà phải xấu hổ cả. Khi mà chúng ta làm thẳng làm thật, bản thân tôi là vậy, tôi đối mặt luôn, thích tôi đối mặt luôn. Chửi thì gọi thẳng tên lên mà chửi, không việc gì phải mượn nick ảo, không việc gì phải mượn tên người nọ người kia để chửi. Chửi thẳng mặt luôn nhá. Thích vã vào mặt nhau luôn chứ không việc gì mà phải này nọ. Thôi nhưng thật các bạn ạ, còn hơn cái loại xảo quyệt múa mép, khua môi múa mép. Lên BOT Bắc Thăng Long Nội Bài cầm cho một đống đàn em ăn hại đái nát lên, xong rồi cầm điếu cày rồi đập vào mặt Hà Văn Nam với Nguyễn Trần Công với Bùi với Lệ Tiếp ấy. Xong rồi cuối cùng là vẫn khóc là em nó thế nọ em nó thế kia. Rồi đến cái ngày đánh được cái trận gọi chả đâu ra đâu thì bảo là cầm cái biểu ngữ Hà Văn Nam vô tội là vi phạm, là nên là phải bị bắt. Toàn đổ phứa. Xong đến khi bị bắt vào trong đấy rồi thì Nguyễn Huy Việt, xe ngày xử Hà Văn Nam xe 7 chỗ vào được không? Bạn ơi, xe 7 chỗ cũng vào được. Nguyễn Huy Việt nhá, xe 7 chỗ cũng vào được. Nhưng cái vấn đề là nếu như mà họ dùng một cái biện pháp gì đó để mà ngăn đường thì chúng ta sẽ không vào được. Chứ còn xe thì cứ đi một xe một đường là được bạn ạ. Bởi vì ở đấy thì hai xe thì rất là khó là tránh nhau. Một đường thì một xe một đường thì ok. Nhưng mà chúng ta phải đề phòng cái phương án là họ dùng các cái biện pháp để họ ngăn chặn không cho chúng ta được vào ấy. Không vẽ luôn anh ạ. Chúng ta đã biết đường rồi thì nói thật với anh là cứ vẽ luôn đó. Để cho bên an ninh họ biết, đằng nào họ chả theo dõi mình. Họ sẽ biết luôn là mình biết rồi đấy. Họ muốn bày gì thì bày, họ muốn trò dở cho gì trò dở. Rồi cuối cùng là cũng không ngăn cản được người dân vào. Bởi vì nếu hôm đấy mà tôi không đi trước ấy, thì đúng là chúng tôi bị động thật các bạn ạ. Đường nó nhỏ xíu luôn và rất là khó. Ở một cái quê gọi là thâm cùng sơn cốc cả. Nhưng mà chúng tôi đã đến rồi thì các ông muốn bày trò gì trò chúng tôi cũng sẽ vào được. Cho nên tốt nhất là các ông đừng bày trò mà hợp tác với dân, để cho dân được vào xem xử công khai và chúng tôi ôn hòa trong cái việc xử, trong việc các ông xử. Còn các ông làm không đúng thì các ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đời có nhân có quả cả. Từ Bắc Ninh đi ra có xa không em? Mọi người ơi, 7:30 là xử Nam nhá. Rất mong muốn mọi người có mặt sớm hơn, bởi vì đường rất là khó đi. Và đường thì gần như là nếu như mà họ ngăn một cái đường, một cái ô tô thì chúng ta sẽ rất là khó vào đấy. Nên là chúng ta chủ động, nếu mà ai ở gần, ở khu vực Bắc Ninh thì có thể là đi xe máy. 7:30 là xử là Hà Văn Nam nhé các bạn nhé. Còn địa điểm là Ủy ban dân xã Đào Viên. Và thời gian là 7:30. Và ngày là 30 tháng 7 nhé các bạn nhé. Tôi nhắc lại một lần nữa và rất mong là mọi người đừng quên bạn tôi và ủng hộ tinh thần cho bạn tôi, để làm sao mà bạn tôi nhìn thấy rất nhiều người đang đứng vẫn sẵn sàng sát cánh bên bạn tôi, để Nam có thể là chiến thắng trong cái tư tưởng, chiến thắng trong cái ý chí, để mọi người nhìn thấy rằng là dù tòa có phán quyết như thế nào đi chăng nữa thì ý chí của Hà Văn Nam cũng là ý chí của tập thể, ý chí của tất cả đại đa số những người dân Việt Nam muốn đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp ở mình ở các BOT. Thế thôi, chứ còn cái việc phán quyết là việc của tòa. Có thể họ sẽ phán quyết 2 năm, có thể họ sẽ phán quyết đến 7 năm, kịch khung của cái khoản 2, điều 318. Nhưng dù vàng rằng phán quyết đến 7 năm là kịch khung hay là 2 năm là cuối cùng của khung, thì cái ý chí của Hà Văn Nam nó sẽ là câu trả lời cho cộng đồng mạng biết rằng cái ý chí đó là ý chí chung của tất cả những người dân, mong muốn của tất cả những người dân đối với lại việc mà phản đối BOT sai phạm. Thế còn lại là chúng ta sẽ hy vọng rằng các BOT sai phạm sẽ không thể chần chừ được nữa. Khi mà Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện về việc thu phí tự động, và hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 12 năm 2019 sẽ là hạn cuối cùng để cho các BOT không thể trì hoãn cái việc mà thu phí tự động. Và việc thu phí tự động sẽ làm minh bạch, các BOT bẩn sẽ không còn đất sống nữa. Và đương nhiên là BOT Bắc Thăng Long Nội Bài nằm ngoài phạm vi dự án thì không có tên trong cái danh sách mà được mà phải lắp đặt cái thiết bị thu phí tự không dừng này. Cho nên là như thế là chúng ta đã biết rằng là BOT Bắc Thăng Long Nội Bài là một BOT sai phạm và đã sẽ buộc phải dỡ bỏ. Bởi vì nhá, trong cái danh sách mà thu phí tự động đợt tới, thu phí không dừng đợt tới đấy, là không có tên của Bắc Thăng Long Nội Bài, thì chúng ta đã có hy vọng rằng Bắc Thăng Long Nội Bài sẽ là chiến thắng chỉ trong là một sớm một chiều thôi. Vậy thì phụ thuộc vào ai? Phụ thuộc vào chính các bạn. Cũng như tôi nói rồi đấy, mỗi một tài xế làm một cái đơn tố giác tội phạm đến công an Sóc Sơn, và mỗi một người dân hãy làm một cái đơn yêu cầu dỡ bỏ trạm thu phí gửi đến Bộ Giao thông Vận tải. Đồng thời là mọi người hãy giúp đỡ tôi
giám sát cái hoạt động của tôi. Trong tuần tới tôi sẽ làm một cái công việc, đó là tôi vừa cầu siêu cho thai nhi bị công an huyện Sóc Sơn đánh tôi đến mức độ sảy thai, và đồng thời là tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của mình ở BOT Bắc Thăng Long Nội Bài, trạm thu phí Ma trên đường Võ Văn Kiệt. Tôi rất mong là cái ngày hôm mà tôi cầu siêu đó, cộng với lại việc tôi đòi hỏi quyền lợi đó, thì rất mong mọi người hãy giám sát hoạt động của tôi, để cho họ không thể nói rằng là tôi gây rối trật tự công cộng được. Đấy nó không phải là nơi công cộng, đấy là một trạm ba trên đường Võ Văn Kiệt, nó đang cướp tiền của dân. Và ngày hôm đấy thì tôi sẽ gửi đơn lên tất cả các nơi, tiếp tục gửi đơn lên các nơi và tiếp tục là đòi hỏi cái quyền lợi của mình, khi mà công an huyện Sóc Sơn đang đứng về phía bốt bẩn, đang tiếp tục giữ của tôi, vẫn đang giữ của tôi một chiếc xe, giữ trái phép của tôi một chiếc xe và một chiếc điện thoại di động nhé các bạn nhé. Tôi cũng xin kết thúc live stream ở đây, và tôi rất mong muốn rằng mọi người vẫn cứ tiếp tục ủng hộ tôi và ủng hộ Hà Văn Nam có tinh thần và sức khỏe trong ngày xử Hà Văn Nam sắp tới, ngày 30 tháng 7 sắp tới, để cho bạn tôi thấy rằng là bạn tôi không đơn độc, bạn tôi luôn có những người bạn xung quanh mình nhá. Chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. À, mọi người đâu rồi ạ? Mua đất năng đi, con bán đất năng đi. Xem có ai mua. Đợi mọi người vào xem đông, tôi muốn nói một số cái vấn đề đang xảy ra với tôi mấy ngày hôm nay. Bà bảo bên đấy đi xem có ai mua đất năng con bán đi. Em đang phát trực tiếp đấy. Đang kẹp tiền để bán đi để lấy tiền đi chơi cái. Bây giờ bán được 100 không bà? Bao nhiêu mét nhỉ? Của con 100 mét. Nói ít thôi nha, để em live stream về cái vấn đề của em tí. Chào mọi người, chúng tôi đang ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Thế cả. Mọi người đâu rồi ạ? Được cái gì ạ? Tôi muốn nói với lại tất cả mọi người về cái việc mấy ngày hôm nay xảy ra với tôi, và tôi cũng cần phải công khai cái vấn đề này. Mấy ngày nay thì tôi mải đi chơi và đi du lịch cho nên là tôi chưa kịp nói. Đấy, có người hỏi thì tôi bảo là tôi sợ quá tôi trốn. Nhưng kỳ thực là cũng có nhiều những cái áp lực đến với tôi, nên là tôi cũng cần phải có những giây phút để nghỉ ngơi. Chào mọi người nhé, chào anh Văn Sương Đinh. Ok. Thuê được người có tháo đồ không? Ôi giời, người tháo đồ gọi một lúc đầy. Tôi sắp đi qua cái BOT Biên Cương này đây các bạn ạ. Chị Yến ơi, chị nói rõ về cái sai phạm của BOT Biên Cương này cho mọi người nghe cái. Cái thứ nhất là BOT Biên Cương này nó chỉ chạy thảm cho bao nhiêu km đường? Cho 32 km đường chạy thảm, nhưng mà có những đoạn không phải chạy thảm. Và cái này nó thu, nó ở trong cùng trong một gói thầu của cao tốc Hạ Long Vân Đồn. Nên nó đặt trạm ở đây để nó tận thu là chính, chứ còn để mà trải thảm nhựa của đường thì là đã có phí đường bộ hàng năm các xe đã đóng. Nhưng mà cái vấn đề là bao nhiêu một lượt xe đối với xe loại 1? Xe loại tôi chỉ biết là hôm qua là 50.000 hả anh xe mình này là 50.000. Đấy, xe này là xe 16 chỗ là 50.000. Cao nhất là có 220.000. Đấy là xe cho công đấy. Xe này là 35.000. Xe loại 1 là 35.000 à? Ừ, xe mà trải thảm mặt đường bao nhiêu km? 32 km. Trải thảm mặt đường đúng không? Nó nói là 32 nhưng mà làm không đến 32 đâu, chắc chắn. Hôm nay thì các bạn theo dõi trên Facebook thì đã thấy rằng Thủ tướng Chính phủ đã ra một cái công điện yêu cầu dừng thu phí đối với tất cả những cái trạm thu phí không thực hiện thu phí tự động. Và không biết là trên bảo dưới có nghe hay không. Nhưng mà nếu theo công điện này thì buộc tất cả các BOT Ma, ví dụ như đầu tiên là phải là thằng BOT Bắc Thăng Long Nội Bài, trạm thu phí Ma trên đường Võ Văn Kiệt sẽ phải là nơi dừng phí đầu tiên. Nhưng mà nếu như mà trên bảo dưới không nghe thì áp lực lớn nhất của BOT trạm Ma trên đường Võ Văn Kiệt bây giờ là chúng ta hãy book cho tôi để tôi gửi cái bản mềm của cái đơn yêu cầu dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài, gửi đến Bộ Giao thông Vận tải và vụ đối tác công tư để cho họ buộc phải nhanh chóng khẩn trương di rời cái trạm thu phí này. Nếu mà chúng ta tập hợp được 1.000 cái đơn bằng chữ ký tươi gửi đến BOT gửi đến Bộ Giao thông Vận tải và vụ đối tác công tư thì buộc họ sẽ phải xử lý vấn đề, mà không cần phải đến công điện của Thủ tướng Chính phủ nha các bạn nhá. Nhưng mà đương nhiên rằng là nếu như mà trên bảo dưới nghe thì với cái công điện từ ngày 15 tháng 6 của Thủ tướng Chính phủ thì buộc
trạm BOT Ma đó sẽ phải dừng hoạt động ngay lập tức, bởi vì đó là một trạm thu phí rất là cũ kỹ, lạc hậu và không được đầu tư theo đúng cái quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải theo thông tư 49 của Bộ Giao thông Vận tải. Ai đấy bà về ạ? Chúng tôi đang trên đường đi và tôi đang ở ngoài Vân Đồn. Tôi sẽ nói với các bạn rằng là mấy ngày hôm vừa rồi thì Công an tỉnh Thái Bình đã có một cái chương trình kế hoạch, tôi không biết là được phân công của Công an tỉnh Thái Bình hay Bộ Công an nhờ để chỉ đạo trực tiếp cái việc mà điều tra tôi có nhận tiền từ các tổ chức cá nhân ở nước ngoài. Thế thì tôi nói khẳng định rõ luôn với các bạn là nếu như mà theo từ chính phát ngôn từ tôi rằng là trong hệ thống 21 ngân hàng có mặt tại Việt Nam thì tôi chỉ có duy nhất hai tài khoản, một tài khoản lương và một tài khoản hoạt động kinh doanh bình thường của tôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũ Thư. Tên chính chủ của tôi và tôi cũng không sử dụng tất cả các tài khoản của các ngân hàng khác để nhận tiền từ các tổ chức cá nhân ở nước ngoài. Và có duy nhất anh Thọ Kiều và chị Hoa Sen có tự nguyện giúp đỡ tôi khi mà tôi bị gãy chân. Thì hai người đó đều đã công khai ở trên trang cá nhân của tôi và tôi cũng rất rõ ràng minh bạch trong việc nhận tiền từ các cá nhân ở bên các bạn, các cá nhân, các anh chị ở bên nước ngoài gửi tặng tôi. Còn số tiền mà anh Kenny Đoàn gửi cho tôi để vì cũng chỉ vì yêu quý Hà Văn Nam và mong muốn Hà Văn Nam là được cái vụ án của Hà Văn Nam được nhiều người quan tâm để giúp cho bạn tôi tìm công lý, tìm lại công bằng tự do cho Hà Văn Nam, thì anh ấy có giúp tôi một số tiền cũng không phải là lớn, nhưng mà tuy nhiên là cũng đủ để tôi in được 100 cái áo. Và nội dung in trên áo của tôi hoàn toàn là không vi phạm pháp luật, không mang tính chất kích động và kêu gọi bất kỳ ai. Tôi chỉ in theo đúng dòng chữ mà tôi đã nghĩ ra, đó là Hà Văn Nam vô tội, yêu cầu trả tự do cho Hà Văn Nam, toàn dân diệt bốt bẩn. Đó là một cái nội dung mà thông điệp mà tôi tự nghĩ ra và tôi mang đến cho tất cả mọi người, hoàn toàn mang tính chất ôn hòa và rất là có tác dụng trong cái việc là để cho mọi người lưu giữ cái hình ảnh kỷ niệm của Hà Văn Nam khi mà bị đánh gãy hai rẻ xương sườn ở trên ngay giữa thủ đô Hà Nội mà Công an Hà Nội thì không tìm ra thủ phạm mặc dù đã rất nhiều ngày trôi qua. Khi mà Công an tỉnh Thái Bình có vào nhà tôi thì họ đã lấy của tôi một chiếc áo in hình Hà Văn Nam đó và tôi cũng ký vào biên bản là giao lại cho bên đó, bên Công an PA09, Công an tỉnh Thái Bình cái áo đó. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng mọi người nói rằng là họ có lệnh khám nhà hay không, tôi nghĩ rằng nếu như họ cần họ sẽ có, nhưng bản thân tôi muốn công khai minh bạch cái vấn đề tôi làm, nên tôi rất mong muốn các cơ quan công an, nhiều phòng ban, nhiều bên an ninh, càng nhiều chiến sĩ an ninh càng tốt vào cuộc và làm rõ cái việc tôi làm là theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước, theo đúng chính sách của Đảng, Nhà nước và tôn trọng pháp luật, làm đúng theo các yêu cầu của pháp luật, tôi không vi phạm gì hết. Nên là tôi rất mong muốn mọi người vào cuộc sớm và nhanh để có câu trả lời cho tôi, để tôi cũng như là trả lời với tất cả mọi người rằng là cái việc làm của tôi là rất đúng, không có cái gì sai cả. Cho nên là tôi mang đến với lại buổi làm việc ngày hôm đó mang tính chất là hợp tác và mong muốn là nhanh chóng. Nếu như họ cần cái gì là tôi cung cấp luôn, rất là chính xác và trung thực, kể cả là thích khám xét nhà hoặc là làm bất cứ một cái việc động tác gì hơn nữa, tôi cũng rất là hợp tác để cho mọi người có một cái đây nhá, tôi sắp đi qua BOT Biên Cương đây các bạn này. Đây là con đường mà chúng tôi đi qua, đây là được đang trải thảm mặt đường và thu với lệ số tiền này, với xe của mình 16 chỗ là bao nhiêu tiền hả anh? Nhưng mà thực ra là nó gộp vào với lại dự án cao tốc Quảng Ninh Vân Đồn các bạn ạ. Và cái thời hạn thu rất là dài. Thời hạn thu là bao nhiêu năm chị? 26 năm, 8 tháng. Anh cứ để nguyên để cho em hỏi cái cô này đã. Chúng ta cần phải hỏi trước khi chúng ta trả tiền đúng không? Chúng ta cần phải hỏi trước khi chúng ta trả tiền. Em ơi, dự án này là thu cho cái gì? Anh cứ để nguyên đây là tiền em phải trả đấy. Dự án thu tiền ở đây là thu cho cái gì? Thu cho đường nào? Cấp phép nhưng mà thu cho cái gì? Chị là người trả tiền thì chị phải biết. Lại tên Đức rồi. Chào anh. Vâng. Anh là như thế nào ạ? Anh là quản lý ca ở bên ca làm việc này chị. Vâng, anh là quản lý ca. Anh cho chúng tôi hỏi là chúng tôi đi qua đây thì chúng tôi trả tiền cho cái gì? Đường nào?
Chúng tôi đi qua đây thì chúng xe chúng tôi phải trả tiền tiền cho đường nào? Đây là cái trạm thu phí cho dự án cải tạo quốc lộ Hạ Long Mông Dương. Trải thảm mặt đường à? Trải thảm mặt đường à? Tuyến đường mới à? Dự án này chỉ dành cho cả chị, em cho chị hỏi nhá. Thế dự án này là chỉ có trải thảm mặt đường hay là dự án của cao tốc Quảng Ninh Vân Đồn? Cao tốc Quảng Ninh Vân Đồn khác. Thế là dự án này là chỉ thu tiền cho cái đường này thôi? Hay là đây chỉ là dự án cải tạo tuyến là Hạ Long Mông Dương. Tức là nó chỉ là dành cho là thu của Hạ Long Mông Dương thôi đúng không? Chứ không phải là góp vào trong với lại cao tốc ở trên kia, nhưng mà cái dự án này là dự án như thế nào? Em nói rõ là cái tên dự án và cái gói thầu của nó. Em nói rõ chỉ là cái trạm thu phí này nhá, là thu của cái phí mà của cái dự án. Thế vậy thì phí đường bộ bọn chị dùng để nộp cho nhà nước thì là để làm gì? Mà lại không trải thảm mặt đường, không mở rộng mặt đường. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý là cấp phép cho hoạt động. Nhưng bọn em đi làm nhân viên này, bọn em chỉ làm theo nhiệm vụ thôi. Thôi được rồi, bây giờ chị sẽ nộp tiền, nhưng em cho chị xem cái chị chưa thấy là nó hợp lý đâu. Còn nếu chị thắc mắc thì chị cảm ơn cơ quan chức năng ban ngành để giải thích, chứ bọn em bây giờ chỉ là nhân viên nên em làm thu phí ở đây thôi. Tức là các em không có quyết định thu phí để cho chị xem là cái dự án của các em là dự án nào à? Trả lời đây là trả lời mồm, và em cũng không phải là người có quyền quyết định trong cái việc. Nhưng mà chị thấy nó chưa hợp lý nên là chị cần xem cái quyết định. Nếu như mà theo chị được biết nhá, thì là phí bảo trì đường bộ là sẽ dùng để sửa chữa nâng cấp các tuyến đường. Thế còn lại là bây giờ là nếu mà các em thu BOT thì các em không thể dùng để trải thảm mặt đường được. Mà hiện tại là theo như chị quan theo như thông tin chị được biết thì đây là gói thầu của cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Quảng Ninh Vân Đồn. Thế và đây là được gộp vào trong gói thầu đó. Và các em đặt trạm ở đây để tận thu. Cho nên là bọn chị cần phải biết được cái quyết định của cái dự án của các em, xem cái dự án của các em. Thôi được rồi, thắc mắc của chúng tôi thì cũng chỉ đến đây thôi. Nhưng mà có thể là trong ngày mai chúng tôi sẽ quay vào trong trạm thu phí để chúng tôi biết được cái. Em chuyển lời lại với anh nào là giám đốc dự án đấy, anh Cường, rằng là mai sẽ có một số người người ta xem, muốn đến để xem cái quyết định của thu của Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, và xem lại cái dự án của ông ấy, xem là ông ấy thu cái dự án này cho cái BOT này thu cho cái dự án nào nhá. Thôi anh trả đi. Các bạn thấy rồi, đây là một cái ví dụ của cái việc làm đường một nơi thu phí một nẻo các bạn nhá. Dự án thì làm cho cao tốc Quảng Ninh Vân Đồn, nhưng mà thu thì thu ở trong đường của Cẩm Phả. Tận thu, trong này có rất nhiều mỏ đúng không chị? Rất nhiều mỏ các bạn ạ. Và họ tận thu ở đây thì rất là nhanh thu phí, thu trong bao nhiêu năm? 26 năm trải thảm mặt đường đấy các bạn này. Đường thì bé. Trải thảm mặt đường đấy. Không, đây là nó gộp thôi chị ạ, chứ nó không phải đâu. Đây là cái thằng này nó chỉ là một cái gọi là đội trưởng của cái bọn thu thôi. Nó làm trải thảm để làm một hình thức như kiểu mình che mắt các cụ gọi là rắn phủ lồn mèo á. Thế là sau một cái quá trình mà công an nhân dân Cẩm Phả phản đối rất là quyết liệt thì họ đã miễn giảm cho toàn bộ nhân dân thị xã Cẩm Phả. Hôm nay thì tôi chỉ đi qua đây thôi và cũng không có ý định là phản đối cái BOT này các bạn ạ. Chúng tôi chỉ hỏi để biết, để thấy các bạn thấy rằng là một trong những cái BOT tiêu biểu cho cái việc làm đường một nơi thu phí một nẻo. Còn BOT Bắc Thăng Long Nội Bài thì nó là một trong ba cái BOT nằm ngoài phạm vi dự án. Tức là hẳn làm hẳn ở một tỉnh khác và thu hẳn ở một tỉnh khác cơ các bạn ạ. Cho nên là bây giờ nếu như mà theo thông tư, theo cái công điện mới của Thủ tướng Chính phủ mà được thực thi đấy, thì đương nhiên là cái thằng Võ Nhật Thăng đấy nó sẽ phải thu trạm đầu tiên rồi. Một cái trạm ma bẩn bựa, không theo một cái quy chuẩn nào của Bộ Giao thông Vận tải cả, không theo một cái quy chuẩn nào của nhà nước. Đầu tiên thì nó nói rằng thu phí
rồi đến thu giá, rồi đến thu tiền, rồi thu cái thằng cha mả mẹ nhà chúng nó vẫn cứ thu, nó chẳng cần tên tuổi nó vẫn cứ thu. Đấy, đấy là một sự bẩn bựa nha các bạn nhá. Thế còn lại cái việc mà tôi muốn nói tiếp là công an tỉnh Thái Bình, tại sao em lại không nói? Chả sao cả. Đến nhà em thu áo của em thì em phải nói chứ. Sợ cái gì mà không nói, mình cứ rõ ràng minh bạch. Nên mình làm sai thì mình chịu trước trách nhiệm trước pháp luật. Còn họ làm sai thì họ họ được quyền điều tra, mà mình luôn hợp tác với họ để điều tra cơ mà. Tôi luôn hợp tác với các cơ quan điều tra nha các bạn nhá. Tôi rất muốn là nhiều người vào để điều tra, vì là tôi làm rõ như ban ngày các bạn ạ. Tôi chả có gì mà tôi phải sợ cả. Tôi làm cái gì cũng rõ, tôi nhận tiền của ai là tôi khoe hết. Tôi không có cái gì mà tôi phải giấu giếm hết. Cho nên là tôi làm cái gì là tôi công khai minh bạch. Nên là tôi rất muốn là mọi người cũng ủng hộ tôi để các cơ quan điều tra vào cuộc, trả lời cho nhân dân và mọi người biết rằng là tôi đang làm rất đúng đường lối pháp luật. Bắc Thăng Long Nội Bài về đúng vị trí thì em cõng chị Huệ Như từ Thái Bình lên Sóc Sơn uống rượu. Em Nam Hải ơi, chị đang đi đặt mấy cái hình nhân thế mạng. Chị cúng mấy cái thằng mà nó mất dạy, nó bảo kê cho bốt bẩn em ạ. Và thứ hai này thì thứ năm này thì chị sẽ tế sống chúng nó tại bốt ma luôn. Tiễn vong chúng nó, những cái loại mà hút máu dân, chuyển nó về đúng nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đấy có mấy tên đấy, mấy cái tên mà có cái mặt ở trên cái việc là đánh chị ấy, là chị sẽ cho chúng nó lên hết để tế trời, lên lập đàn tế trời cho chúng nó về chầu thiên tiên tổ. Còn cái việc mà tôi rất muốn hợp tác với lại các cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra, để làm rõ rằng là tôi không sai phạm và tôi làm cái gì cũng minh bạch. Tôi chỉ đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của tôi tại các BOT. Thì cái việc mà các cơ quan điều tra vào cuộc là tôi rất là hoan nghênh. Hồ sơ càng dày thì càng chứng tỏ rằng là từ trước giờ tôi làm rất đúng và tôi chả làm sai cái gì cả. Nên là tôi rất mong là từng ly từng tí của tôi là sẽ được các anh giám sát một cách là rõ ràng và cụ thể. Càng như thế càng chứng tỏ là tôi làm rất đúng và tôi chả có cái gì tôi phải sợ cả. Cái việc đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của tôi mà bị vi phạm pháp luật thì các anh cứ bắt thôi, chứ còn ngoài ra là tôi chỉ đòi hỏi quyền lợi cho tôi chẳng kích động ai. Việc đối giữa tôi đối với lại Hà Văn Nam đó là tình cảm bạn bè thân thiết, và khi tôi cảm thấy rằng là bạn tôi đang bị oan trái, đang bị Hà Văn Nam là vô tội, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn tôi bằng bất cứ một áp lực nào. Tôi sẽ tiếp tục đưa cái lên không chỉ là trong nước mà công luận quốc tế về cái vấn đề mà công an huyện Sóc Sơn đang lạm quyền, và công an huyện Sóc Sơn đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với tôi trong cái việc đánh phụ nữ mang thai và đến sảy thai. Tôi sẽ đưa vấn đề đó, không chỉ kể cả là các anh có áp lực thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đưa ra công luận quốc tế. Tôi đã đưa ra rồi và tôi tiếp tục đưa ra nhá. Đấy là lời thông điệp của tôi gửi đến. Còn rất mong là càng nhiều các cơ quan an ninh điều tra, cảnh sát điều tra vào cuộc để làm minh bạch cái việc mà tôi phản đối BOT là đúng đường lối pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tôi đang là một người dân yêu nước và tích cực làm sạch cái đất nước này trong mọi cái vấn đề mà không được minh bạch ở trên đất nước. Mỗi người một cái cách đấu tranh, nhưng với tôi sẽ đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của mình ở các BOT bẩn. Mỗi khi tôi đi qua là một lần tôi sẽ... Hôm vừa rồi ở trên công an Sóc Sơn tôi cũng nói thế. Các anh có bắt tôi, các anh có nhốt tôi hay các anh có đánh đập đến chết tôi thì tôi ngỏm đầu dậy, tôi vẫn cứ tiếp tục đòi hỏi quyền lợi của mình. Tôi không sợ đâu mà các anh cứ phải dùng chiêu bài nọ kia. Và sau một thời gian nghỉ hè đầy năng lượng thì tôi sẽ lại tiếp tục đòi hỏi quyền lợi của mình. Và hiện tại bây giờ công an huyện Sóc Sơn đang vi phạm lạm quyền và vi phạm nhân quyền đối với tôi, là việc đánh đập tôi chưa giải quyết. Đơn của tôi gửi đầu tiên nhưng các anh chưa giải quyết, thì đến lần thứ hai các anh ấy tiếp tục xâm phạm cái quyền lợi hợp hiến hợp pháp của tôi khi mà các anh ấy bắt giữ người trái phép và giữ xe của tôi và giữ một chiếc điện thoại di động. Đến bây giờ thì mỗi lần tôi lên làm việc thì các anh cứ lẩn tránh cái trách nhiệm làm việc của mình và những câu trả lời đối với tôi. Tôi gặp thì các anh cứ bảo là các anh ấy, tôi gọi điện cho anh Hải đấy, anh Hải đội trưởng đội điều tra tổng hợp, anh bảo rằng là ôi anh đi công tác rồi, và hai cái anh kia làm việc cái vụ việc của em cũng đi công tác luôn rồi. Đấy các bạn thấy chưa, họ đang vi phạm nghiêm trọng cái nhân quyền và đang lạm quyền để bảo vệ cho các cái BOT. Và tôi sẽ tiếp tục rằng đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của mình, chứ không bao giờ có cái chuyện là các anh ấy giữ tôi một cái xe nhá. Tôi sẽ, sau khi mà các anh giải quyết xong, tôi sẽ tiếp tục kiện các anh ra tòa. Và bài học của công an huyện Vũ Thư đối với lại cái việc
mà giữ xe trái pháp luật đối với lại bạn Lê Đăng Kỳ trong cái ngày mà bọn tôi đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của mình, của ngày, nói nhỏ ra để em nói nào, đang nói chuyện công việc, trong cái ngày mà phản đối BOT của hội Tân Dậu 1981 tỉnh Thái Bình đấy, trong hôm đấy có cả Hà Văn Nam là người đầu tiên đóng làn, thì Lê Đăng Kỳ đã bị cẩu xe và bắt giữ xe. Công an huyện Vũ Thư đã phải trả giá cho cái việc đấy, là việc Lê Đăng Kỳ đã theo kiện từ năm ngoái đến năm nay. Và việc kiện thì tôi chưa có kết quả chính thức, khi mà tôi chưa biết kết quả chính thức, nhưng chắc chắn rằng là cái việc bồi thường của công an huyện Vũ Thư cho Lê Đăng Kỳ là sẽ phải xảy ra và sẽ phải diễn ra, vì điều đó là tất nhiên rồi. Đấy là một cái bài học cho công an huyện Sóc Sơn đang bị lạm quyền và vi phạm nhân quyền đối với lại một người phụ nữ đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp của mình ở một trạm ma không có biển hiệu để cho người thường nhận biết được. Tôi còn là người trần mắt thịt thì tôi phải nhìn thấy thì tôi mới biết được, chứ tôi có phải thánh nhân đâu mà tôi bay lên trời để tôi nhìn thấy cái trạm đấy nó có cái gì hay không, để mà tôi bay vào tôi để xe đấy, tôi chạy vào trong trạm mỗi lần đi qua, để xe đấy chạy vào trong trạm nhìn xem trạm đấy nó tên là gì à. Quyết định thu phí thì không có, các ông toàn làm ăn bố láo chi thiên, xong rồi các ông bảo vệ cho nó. Một người đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp thì gửi bao nhiêu đơn thì các ông cứ lờ lơ đi, xong rồi đến khi cái thằng Võ Nhật Thăng, cái thằng vừa ăn cướp vừa la làng đấy, nó gửi cái đơn thì các ông bảo là đi điều tra hình sự, điều tra xác minh hình sự, xác xác cái mả mẹ cái các ông ấy, điên hết cả người, lên thì độc trốn. Tôi nghỉ xong đợt này tôi lên tôi sẽ lại đòi hỏi, mà nếu không tôi mắc màn tôi ngủ ở công an Sóc Sơn và tôi đòi hỏi nhân quyền của tôi ở đấy đấy các ông nhá. Toàn bọn mất dạy, nó bảo vệ cho nhau, nhưng mà lần này thì nó không thoát được rồi chị ạ. Lần này có công điện của Thủ tướng Chính phủ mà chúng nó không thực thi thì chứng tỏ là trên bảo dưới không nghe, thì thôi ông Phúc cũng lên từ chức. Nói mãi mà dưới nó có nghe đâu, từ cái thằng doanh nghiệp tư nhân làm ăn bẩn bựa giữa cửa ngõ thủ đô nó còn chả nghe nữa thì còn nói ai nghe nữa. Nên là ông trước khi mà đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là trước khi mà ra cái công điện thì cũng phải xem xét xem là mình nói nó có ai nghe không. Mà nếu không nghe thì phải có chế tài mà xử lý. Chứ không là nói nó không nghe nhỉ. Đơn giản như thế này nhá, ngay tôi kiểm chứng ngay cái hôm mà cái ông huyện ấy, ông ra một cái quyết định cho cái Pháp Vân Cầu Rẽ đấy anh. Ông ra quyết định dừng thu phí này để lao từ dưới Thái Bình đi lên đấy để kiểm tra thực hiện cái quyền giám sát của mình. Thôi nó vẫn thu như thường, nó là lại cho nó thu phí lại rồi. Thế là ông huyện là cũng chẳng bằng là ông xã, mà ông xã thì cũng chẳng bằng cái ông thôn nhá các bạn ạ. Cái ông huyện là Tổng cục Đường bộ này, ông nói nó như kiểu là cái trò đùa ấy. Độc bày trò ra văn bản nọ với văn bản kia mị dân. Tôi chả tin ông tí nào đâu ông huyện ạ. Chào mọi người nhé, tôi nói qua về cái công việc đó như vậy. Và trong tuần thì tôi sẽ tiếp tục có những cái hành động cụ thể để tôi đòi hỏi cái quyền lợi của mình. Cũng giống như là tôi sẽ tiếp tục tố cáo cái vi phạm nhân quyền và lạm quyền của công an huyện Sóc Sơn đối với những người đòi hỏi quyền lợi hợp hiến hợp pháp và đòi hỏi rất là ôn hòa tại các BOT, mà nhất là BOT trên địa bàn huyện Sóc Sơn, BOT ma không có biển hiệu, không có quyết định thu phí. Chào mọi người nhé.